VTV Cup Feroli 2023, trong một năm mà các giải đấu bóng chuyền từ trong nước tới quốc tế diễn ra dày đặc vì ảnh hưởng trước đó của Covid-19. VTV Cup vẫn có vị trí riêng, vẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ khán giả địa phương và là một trong những nội dung thể thao được nhiều người xem nhất trên sóng và các nền tảng số của truyền hình Việt Nam. Và chúng tôi muốn kết thúc chương trình hôm nay bằng câu chuyện của một trong những cái tên được yêu mến nhất của bóng chuyền Việt Nam hiện nay và của riêng giải đấu này. Hành trình sự nghiệp của Trần Thị Thanh Thúy nhìn từ VTV Cup. Hãy cùng xem và trở lại với chương trình của chúng tôi vào tuần sau. Xin kính chào tạm biệt. VTV Cup 2014, lần đầu tiên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trình làng một gương mặt trẻ mới 17 tuổi cùng chiều cao ấn tượng Trần Thị Thanh Thúy. Cùng đến từ VTV Bình Điền Long An, cô là đàn em học hỏi từ người chị dày dặn kinh nghiệm Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Năm đó, Ngọc Hoa 29 tuổi, vẫn còn đang đỉnh cao phong độ. Nhưng người hâm mộ đã thấy bóng dáng của một thủ lĩnh mới từ Thanh Thúy. Năm 2018, khi Ngọc Hoa chính thức chia tay với VTV Cup sau 14 lần tham dự, Thanh Thúy dần trở thành chủ công số 1 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Trong hai giải đấu vào các năm 2018-2019, Thanh Thúy đã trải qua rất nhiều cảm xúc khác nhau cùng giải đấu này. Trong đó có chức vô địch tại Hà Tĩnh và ngôi vị Á quân vào năm 2019. Giải đấu mà Thanh Thúy đã gặp phải một chấn thương nhưng vẫn nỗ lực để trở lại ở những trận đấu cuối cùng. Ở hai giải đấu này, Thanh Thúy luôn được coi là thủ lĩnh tinh thần của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Khi vào sân thi đấu thì em chỉ biết cố gắng la hét để cho mọi người có lên tinh thần và đội hôm nay đã thi đấu rất là hay. Bọc lót ủng hộ cho nhau rất là tốt. Em cảm thấy đó là động lực cho em cố gắng. Cho đến VTV Cup lần này, ở tuổi 27, đỉnh cao của phong độ trong sự nghiệp, Thanh Thúy đã trở thành gương mặt được yêu mến nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam. Cô là thỏi nam châm, thu hút sự quan tâm của các khán giả, cũng như sự nể phục của các đối thủ. Và đập bóng uy lực của Thanh Thúy. Dù là lần thứ 7 thì đánh VTV Cup nhưng mà em vẫn cảm thấy rất là vui, rất là phấn khởi vì rất là được đông đảo khán giả ủng hộ và khán giả Lào Cai rất là tâm huyết và rất là yêu và nhiệt tình và yêu thích tụi em rất là nhiều và tụi em cảm thấy đó là động lực rất lớn cho tụi em.